Thì ngày hôm nay ông trời ông mới đổ cơn mưa nghe cả nhà. Mưa quá trời lớn luôn. Nên hôm nay nước nó lên lắm, mưa lớn lắm. Nên hai anh em Hạnh mình sẽ đi ra ngoài đồng, qua ngoài ruộng nghe cả nhà. Mình kiếm bắt cá. Trời đẹp quá trời. Thì hai anh em Hạnh cũng chúc cho cả nhà có một ngày thật hạnh phúc bên gia đình nha. Ồ nước quá trời luôn anh ơi. Này đi là có cá chắc. Ý, có con cá rô lóc lên kìa anh ơi. Cá rô nè. Ê, lên bờ hả con? Đây là con cá rô đồng nghe cả nhà. Cá rô này thì nó tới mùa mưa á, nó sẽ lóc lên ruộng để mà nó sinh sản nha. Được một con anh ơi. Bỏ vô luôn. Vô. Cái gỗ này lên đi. Ủa này nước lên quá trời, Ồ, có anh nó lên lóc đây nè. Đây. Cá cá. Đây, một quẻm nữa nha cả nhà. Cá rô đồng nha. Làm có không anh? Con nó mới chạy đi nè. Con có nhôm rồi ta. Con ta. Rồi. Mới thì đi nè. Đây 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 đây. Đó, đó, đó. Đây được một con nữa nha. Cái rô thì nó lên ruộng đa số là nó ốm không mà nghe cái nhạc nó ốm. Nó nhôm à. Đây. Đây 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 lóc đang có Hạnh ơi. Ôi. Ui, con nói chắc nó lên nó đẻ ra nó cũng ngủ ha. Cá rô đồng nghe cả nhà. Bỏ vô đi, bỏ vô. Ui, nước lên quá trời mình Có đi lý, đường có lý. theo đường mưa là có rô nhiều lắm anh Rồi. Ồ, anh thấy có đó nghe. Ở cái này hai anh em mình chặn gỗ. Đâu đâu em đứng đây coi anh coi lên nặng coi. Anh cái này mình chặn gỗ được á. Được. Cái đường nước lúa ta xả cái nè. Ủa cái này cá rô nữa trời mưa chắc nó theo lắm anh ơi. Ui nó có nốt anh ơi. Nó có nẹt nè. Có đó. Ê cái này hai anh em mình chặn gỗ đi. Chặn đi đi. Chặn đi đi. Chặn đầu kia lại. Mình chặn gỗ ở đầu mình chặn cái khúc đầu kia cho nó chảy xuống cái này mình chặn gỗ là cầm ra là mình khó đó. Có đó. Có đường nước lúa người ta xả ra là đương nhiên là phải có cá rồi. Rồi đưa cái gỗ anh đi. Chặn cái đi. Đứng lại nha, hai anh em mình sẽ chặn cá nha cái nhà. Ủa, cái nhà cũng như vậy. Anh đụng đó. Có, cột 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 đây nè. Đó. Đó, à, dính này dính này dính. Từ từ. Ui. Chặn luôn. Ừ. Đó đó đó. Nè, cá rô con mà. Chặn lại, vậy nè, em chặn vậy nè. Ui, nhóc quá trời. Đừng cho nó chạy. Em chặn vậy nè. Ui, phải anh chặn vậy nè. Không có được, bắt không có được đó. Chặn lại vậy đi. Trời ơi. Cái này mình dưới vô nãy mình chặn dưới á. Em chặn cái gian kia kìa. Lấy kỉnh em chặn. Trời ơi, để anh. Ừ, đứng đi, bỏ cho đi. Chặn cái này nữa đi. Ừ. Này. Ồ, cái cùi xài. Con cá gù nè, đây dính màu bẻm này cả nhà, đây bỏ bỏ đàng hoàng nha, lóc hết là đó. Đường nước này lúa nó xả ra hàng chi nó theo đường nước nè. Đây đây dính màu bẻm nữa nha. Trò gù. Ủa kìa. Đang chuyên nghiệp bắt cá mà. Sao nó ốm nhôm ha, đúng là cá gù mà cái đường mưa nó lóc ra nó đẻ nè. Nãy anh chặn cái gỗ đó giờ sao mà mình không hồi hồi xuống dưới luôn đi. Chỗ này thấy nó nẹt quá trời nè. Con ngồi có đi cái này. Ủa, coi nó chạy dưới không? Coi nó chạy dưới hơn luôn. Có chạy dưới rồi. Nè. Nó chạy chạy mà. Để nốt dưới kìa. Mình cho rút xuống. Như cái mùa mưa này là cá nó lên quá trời ha anh ha. Đúng rồi. Rồi. Nước nó xuống quá xuống rồi. Đây, một bẻm. Ý, mới đụng nha. Lóc một bẻm nữa nha, cả nhà. Đó. Ừ, vô rồi. Đúng cái lóc rồi. Ê, ơi. Đây, một bẻm nữa nha, cả nhà. Hai bẻm luôn. Bộ này chúng hai anh em. Đúng rồi, đây. Mưa. Chúng ngay chăn ổ cá rô rồi, cả nhà. Cá rô không, cá rô không.
thấy nữa, chạy chạy phụ tụi tôi cái hoài. Anh ngồi thấy có gì sao em ngồi giờ cứ dính như vậy. Đây, một ẻm nữa nha cả nhà. Ồ, ủa chạy xuống đây anh ơi. Đi chạy dưới đó đó. Ui, mới đụng vậy. Bữa nay không sát cá thì ta đụng không, người ta không không dính được con nào luôn ta. Đụng chạy. Ôi, no, 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 no. Đây, một ẻm nữa nha cả nhà. Thứ này kêu cái lỗi. Nước cả gồ cứ lên ghê ta. Em tại giờ không dính con nào hả? Ồ sao bữa nay ý. Dính không trời. Sao nó nẹt nẹt. Ôi cái nẹt không mà bắt không được. Đây dính một ẻm nữa cả nhà. Cá gồ nó chuối lắm, mày mò nó ra nó gai á. Nó nẹt á. Ở trên ruộng thì nó lấp lên mình dễ bắt, mà ở dưới kinh này khó bắt á. Ây da, một ẻm. Trời ơi, cái sặc. Anh giật luôn. Dính được con cái sặc nè. Không. Không. Dồn xuống đây quá trời luôn anh ơi. Nhiều không? Ủa cũng bây giờ mấy con bắt được nước nhiều quá. Cái dồn xuống cái đường này nè. Đây toàn ốc vô không à, bít gỗ ốc vô không à. Không rồi, để chặn lên 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 cái mùa nó sinh sản á là nó ốm nó lên ruộng nó đẻ mà cái đường nước này người ta ớt nó lên ruộng nó đẻ bởi hay chi nó ốm nhôm con nào mà chắc nó ốm rồi nó đẻ hoặc là cái ruộng cái này hết trái em ơi, thôi đi qua bên kia mình kiếm cái nữa coi, đi qua ruộng bên kia anh ơi lấy gỗ đi, đi qua bên kia kiếm cá hết cá. Mương này cũng bộn, cũng bộn, cũng có chục con á. Được một ẻm nó ngang cả nhà. Đây. Con cá rô đồng, nó lên ruộng, nó đẻ trứng nè, nó ốm nhơm rồi nghe cả nhà. Đây, được một con đó anh ơi. Dạ. Hình như mình đi lên ruộng có lý hơn anh. Nó theo cái đường nước, nó lượn nó nẹt á. Đây, 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 được con nữa nè. Thấy không? Cá gô nghe cả nhà. Trời ơi, uống nu luôn. Đó. Vô mánh rồi hôm nay anh em mình vô mánh rồi. Đi dài qua kia lên. Ê, một con đó cho anh ơi. Đó ừ. Trồng lúa ra lúa ừ. Đây là lúa người ta mới xạ khoảng chừng được một tháng nha cả nhà. Đây, cái gô lên lúa nó đẻ nè. Đây, cái gô đồng nghe cả nhà. Lên ruộng nó đẻ. Con cua nó còn lên nữa nè. Ôi ôi, con cua căng kinh. Bắt luôn. Bắt luôn chứ, luôn ra ruộng. Ôi, cua cá gì nó lên quá trời luôn. Đi tới đây, đi tới đây. Nè, nè, thấy đây có con nè. Im, ủa, nằm ở trong cái dũng nè, trong cái dũng nước mưa nghe cả nhà. Trời ơi, một ẻm nữa nha, cái cua đồng, ai da. Từ giờ anh em mình bắt con cá nghe. Ủa, cũng bộn nha. Đây là anh em Hạnh nè, mình đi từ hồi sáng tới giờ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ được bao nhiêu cá nghe cả nhà. Được mấy con cua, hai con cua nhỏ, một con cua bự. Và khoảng chừng mấy chục con cá rô đồng nghe cả nhà. Ôi, 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 nhảy em. Ê, nhảy, 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 nh
lắm. Ừ. Dính chưa? Khử nào mình nổi. Móc rồi cái rô cua đủ lên chứ lắm nha cả nhà. Thôi mình hai anh em mình vô kiếm cái chỗ nào mát mát mình làm bữa cơm ăn với mời cái nhà dùng buổi sáng cho anh ơi. Hai anh em mình đi sinh tồn ngoài đồng tự làm lò tự kiếm củi luôn nha. Mà trời mưa này củi nó ướt hết trơn, không biết chịu cháy không nữa. Mấy cái củi ra bỏ nè. Anh làm cái lò đi, em đợi lần kia em kiếm mới rau muống ha anh hả? Mẹ mới rau muống. Ra ngoài đồng thì mình sẽ kiếm rau rất là dễ luôn nghe cả nhà. Rau gì cũng có. Nhãn quá trời luôn nè cái nhà ơi, trái tùm đê luôn nha. Nhãn này là chưa có ăn được đâu nghe cái nhà. Tầm một tháng nữa, một tháng mấy nữa mình mới thu hoạch á. Trái nó còn bé, nó chưa có tật. Ôi, quằn cây luôn. Ôi, cái này thấy nó muốn. Cái rô sáng hai anh em Hạnh đi bắt ở ngoài ruộng là được một chảo như cái nhà mình sẽ kho sả ớt nha. Thì hồi nãy có ớt sả với ớt rồi nhưng giờ để thêm một ít sả vào và cho gia vị vào nha, cho một ít muối, một ít đường. Và một ít cà no nha. Đó. Cả nhà nhìn cái nồi cá kho mình văn giả mình đi ngoài đồng mình nấu rất là ngon nha. Nồi cơm anh chín chưa anh? Chắc chín rồi đó. Ôi giờ đợi cái nồi cá kho này mình kho cho nó hút 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 là mình luộc cơm uống là mình dùng bữa cơm giờ này chắc tầm 9-10 giờ của anh. Chắc vậy quá. Sáng mình đi là tầm 7-8 giờ á. Bây giờ mình vô mà cá nấu cơm cũng tầm cũng 1-2 tiếng à. Rất là ngon nghe cả nhà. Nồi cá kho nhân giả ở miền Tây ở quê mình nấu ngoài đồng là chỉ được như vậy thôi. Cái nhà nhìn cái chảo cá kho một bên còn quay, một bên không có quay nha. Sáng hai anh em đi bị té, bị bể cái nồi chảo còn có quay à. Nồi đất mình kho cá rô sáng hai anh em Hạnh mình đi bắt mẹ cái nhà rất là hấp dẫn luôn nha. Thì hai anh em Hạnh mình đi ra đồng á, mình ăn kiểu nhân giả nha, bẻ được mới rau muống nè, luộc nè. Còn cá rô thì kho sả ớt trong cái nồi đất cũng nhìn cũng khá là hấp dẫn luôn. Có một con cua nè đó, con cua cũng khá là to luôn. Anh bới cho em miếng cơm đi. Rồi, mình mời cái nhà dùng đi chứ sáng giờ hai anh em mình đi đi ra ruộng bắt cá cũng khá là đói bụng rồi. Ôi, để review thử con cá rô coi, con cá rô đây. Con cá rô trắng phiếu có trứng luôn, hàng chi nó lên ruộng nó lóc nè. Mời cái nhà con cá rô kho sả ớt nha. Ừ. Cái nhà con cá lóc nha, cá lóc kêu to thổng lồ luôn. Công nhận con cá rô kho anh béo rồi ha. Thịt cá rô nó béo rồi á. Đói bụng ăn cái gì cũng ngon hết. Còn muốn đậm thứ gì cũng ổn. Nhưng mà cá rô mình kho với lại sả ớt á, ăn nó đậm đà ghê á. Đói bụng ăn ngon hả anh hả? Mẹ nhà anh con cái rô nha. Công nhận mưa là cái rô lên hả anh hả? Còn mưa cá mưa lên. Mà sáng mình đi á, có được con cá lóc à. Đa số là cá rô nó lên nhiều ha. Đúng rồi. Hình như tới cái mùa mà nó đẻ hay gì á. Đẻ hả? Ở trứng nó rơm. Lên ruộng nó đẻ. Mình đi có tí xíu rồi mà quá trời cá rô luôn. Quá ngon rồi nè. Mình nhận tới bụng ăn gì cũng ngon hết ha. Béo. Thịt cái gô béo ghê. Còn cái gô á. Chấp cái xả ăn vô cũng ngon ghê. Không? Ôi bùi.
ra ngoài đồng á, mình ăn cái gì cũng ngon hết trơn cả nhà. Mình ăn rau luộc cũng ngon nữa. Nói chung là có cái gì mình ăn cũng ngon hết. À, em ăn rau này chưa? Ừ, có thẳng quốc luôn nha cả nhà. Cái gì vậy? Bằng ghi nha. Bằng ghi hả? À. Ủa rau đó, bỏ cái cây bằng ghi anh. Bằng ghi. Bằng ghi nghe nói là chị bệnh được không á? Bệnh tỏi thận. Tỏi thận. Ừ. Chơi luôn. Ăn gì có mất vệ sinh quá không? Không, không, đột nữa. Hấp chén rồi nha cả nhà. Chắc Hạnh cũng phải kết thúc clip đây thôi cả nhà ơi. Clip của Hạnh, hai anh em Hạnh á, mình đi sáng giờ cũng dài lắm. Sáng giờ cũng khá là dài rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu của cả nhà ra xem hết clip của Hạnh nha. Giờ hai anh em Hạnh xin chào tạm biệt cả nhà nha.